Không, không đi xuống đằng đấy mà chọc chân. Đi lên đây nào. Đi, đừng đi xuống đằng đấy mà chọc chân con. Đi lên đây mẹ. Chưa, anh Đạt anh Toàn không xuống nữa. Anh Đạt anh Toàn có xuống nữa đâu mà lên. Anh Đạt anh Toàn không xuống nữa đâu mà lên. Ờ, đóng cửa lại cho khỏi gà nó vào. Ôi rồi nhé. Ôi trời ơi. Em chào tất cả các bác đang xem live ạ. Tranh thủ một tí buổi chiều em lên Phi Điệp Hòa Bình đây. Cả nhà ơi vào ủng hộ em với nhá. Phi Điệp Hòa Bình nhá cả nhà nhá. Phi Điệp Hòa Bình đây ạ. Em chào 17 bác đang xem live, chào bác Tiến Dũng. Em lên mở hàng một con đầu tiên nhé cả nhà nhá. Đây là con kiến đây ạ. Con kiến nhá, em trồng vào chậu rồi nhá. Đây là con kiến này. Em mở cái live đầu tiên này là 300k nhá cả nhà nhá. Hai ngọn kiến này em bán với giá là 300k này. Hai con kiến này em bán với giá là 300k. 300k cho hai con kiến này. Đấy, đi ngọn nó rất là khỏe luôn. Lá nhựa nhá cả nhà nhá. Lá nhựa đây ạ. Đấy, em chào 17 bác đang xem live ạ. Hai con kiến. Đây là kiến nhưng mà em lấy về em trồng vào chậu rồi. Từ đầu năm em trồng vào chậu rồi nhá cả nhà nhá. Bác nào mở hàng đầu like cho em hai con kiến này không ạ? Hai con kiến này em bán với cái giá là 300k đây này. Đây là kiến rừng luôn ạ. Con đi vào trong kia chơi đi để cô bán hàng. Không đạp vào dây điện. Hai con này em bán với giá là 300k thôi cả nhà ơi. Bác nào chốt ủng hộ em cái đơn này không ạ? Bác nào chốt ủng hộ em cái đơn này không ạ? Em chào 17 bác đang xem live. Con này em bán giá là 150k một con, hai con là 300k nhá. Hai con là 300k. Bác nào chốt cho em cái đơn đấy thì để cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn ạ. Em lên con này mầm gốc đây. Con này là mầm gốc nhá cả nhà nhá. Con này mầm gốc đây ạ. Con nám. Đi vào trong kia đi. Con này mầm gốc lá rất là đẹp luôn, thẳng đứng rất là đẹp. Con này em bán với cái giá là 250k này. Cây này em bán với cái giá là 250k thôi. 250k cho cây này ạ. À. Em chào 16 bác đang xem. Cái này em bán với cái giá là 250k cho cây này nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp. Đi vào trong kia. Cô bán hàng. Không, cô bảo anh Tuấn đưa về nhà đấy nhá. Đưa về bà đấy. Bác nào chốt cây này không ạ? Đấy, lá rất là đẹp. Lá rất là đẹp luôn. Đây. Cái này em vừa lấy từ trong dân về luôn ạ. Xem chả thấy một cái comment nào nhỉ, hay là chưa bác nào comment à nhỉ? Chả thấy một cái bình luận nào, liệu có ẩn bình luận không nhỉ? Đây là mầm gốc này. Thân này nó không ra hoa, người ta cắt mất đi gươm kỳ rồi. Còn một mầm gốc với một cái này. Bác nào chốt cái ngọn này không ạ? 250k. Em chào 20 bác đang xem live. Bác nào chốt mở hàng cho em mấy con này không ạ? 250k. 250k nhé cả nhà nhé. Còn kiến thì em cứ bán 150k một con kiến này. Kiến thì em bán 150k một con kiến thôi. Còn mầm gốc này thì em bán 250k. Tuyên Vũ. Vâng, em chào bác Tuyên Vũ. Vẫn chốt. Vâng ạ, à, Trương Minh ơi chốt thì để cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhá. Em chào 24 bác đang xem. Bác nào chốt thì để cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Đây mầm gốc đây ạ. Cây này cái chỗ này là nó không ra hoa cho nên là dân người ta cắt mất đi rồi. Dân người ta cắt mất. Xem xanh sạch chị. Vâng ạ, vườn Lan Tâm Phát. Vâng, sổ sao chị? Võ Minh Thiện ơi, cái này là sổ số thôi ạ. Không ẩn đâu. Cây này bao nhiêu chị?
Cái này em bán 250k, bác Trương Minh chốt thì để lại cho em xin địa chỉ ạ. Em cứ tưởng thấy nhiều các bác vào xem quá mà chả thấy ai bình luận, em tưởng là ẩn comment không. Em chào anh Quang Nguyễn nha. Bác nào chốt để lại cho em xin địa chỉ nhá. Hàng ở vùng nào em? Hàng ở Kim Bôi Hòa Bình anh Quan Trường ơi. Kim Bôi Hòa Bình ạ. Rồi ok bác. Bác Trương Minh, em thấy địa chỉ của bác rồi đấy ạ. Em còn có 3 ngọn đang hoa nha cả nhà nhá. Hàng vùng nào thế chị? Anh Đào ơi, hàng vùng Kim Bôi Hòa Bình ạ. 250k nha bác Trương Min nha. Có mặt hoa không em? Cái này không có mặt hoa đâu ạ. Ôi Thải ơi, làm gì cái này nhìn như thế này mà bảo cấy mô để em chịu rồi. Võ Minh Thiện ơi, em bán rồi. 250k em bán rồi ạ. Trương Min ơi, bác có đấy lại đơn không thì bác chụp màn hình không để bác chụp cho em nhá. Bác chụp lại màn hình thì chụp cho em nha bác Trương Minh nhá. Đây ạ. Bác chụp lại màn hình không để bác chụp cho em nhá. Em chào 35 anh chị đang xem live. Đấy, bác Trương Minh có chụp màn hình không, chụp lại cho em vậy ạ. Rồi ok bác Trương Minh nhá. Kiến rừng thì em bán là 150k một kiến nhá. Bác nào thích kiến thì em cho các bác xem nhá. Em cho các bác xem một giò cá hoa này. Đây. Giò có hoa này thì em chỉ có 2 ngọn thôi. Giò đây có hoa đây. Mắt đỏ phân thủy nhá. Xong rồi chị rồi ok Trương Minh. Chậu này là chậu một ngọn này là mắt đỏ phân thủy nhá. Em chỉ có 3 ngọn nhưng mà chỉ có một ngọn này có hoa này, còn 2 ngọn nữa thì là hết hoa rồi. Rồi ok, cảm ơn bác Trương Minh cho anh xem hoa đang nụ. Quang Trường ơi đây ạ. Em không có phi 21, em chỉ có ki phi 21 thôi. Đây cây có hoa đây, mắt đỏ phân thủy đây cả nhà ơi. Mắt đỏ phân thủy nhưng mà không phải là ám đâu nha. Nó chỉ là mắt đỏ phân thủy thôi chứ không phải ám đâu ạ. Bốn thân giá đẹp. Nguyễn Văn Đạt bốn thân giá đẹp. Phát hiện ngọn mà chưa có mặt hoa. Nguyễn Văn Đạt đây không phải là chưa có mặt hoa. Có mặt hoa đấy nhưng mà cái này nó ở trong dân thôi. Chứ còn em thì em không biết mặt hoa. Mà dân thì nó lại không chụp. Em hỏi mặt hoa nó bảo là nó không chụp. Chốt cho anh Bùi Thế Nam Phương. Chốt cho anh có con đơn nào không em còn nhiều Bùi Thế Nam Phương ơi. Đấy, đây cây bác nào yêu cái cây mắt đỏ này, mắt đỏ phân thủy này không, đây không phải ám nhá. Em phải nói trước với cả nhà là đây không phải ám, nó chỉ là mắt đỏ phân thủy thôi. Đấy, nó chỉ là mắt đỏ phân thủy thôi. Em chỉ có 3 cây này thôi, một cây đang hoa này. Đấy, một cây đang hoa mắt đỏ phân thủy, chậu đó bao nhiêu, một cây đang hoa nhá, và một cây và hai cây không hoa đây. Hai cây này không có hoa. Đấy, hai cây này thì nó nở hoa rồi này. Hai cây này thì nó nở hoa rồi, còn một cây này thì đang có hoa. Đấy, cây này là ki 52 nhé cả nhà nhá. Em phải nói trước là cây này ki 52 này. Đấy, cây này ki 52. Đấy. Cây này ki 52, cây này còn có ba cái em ba ki này. Ba ki nhé cả nhà nhá, ba ki chân thân nhá, nhưng mà vẫn chưa có rễ. Cây này em bán với cái giá là 700k nhé cả nhà nhá. 700k cho cây này này. Quan Trường ơi, cái này là em bán 700k cho cây này, vẫn còn có hoa đây. Cái gì mập khỏe vậy chị? Đấy, em cũng không biết ki 52 đây mà nó ra hoa rồi, chất cây đang hoa. Ô Thuyết Hải ơi, cây này em bán 700k nhá. Chị đang chăm. Quang luôn ơi, chị chăm. Đây không phải em chăm mà em vừa lấy về thôi. Em thấy đẹp thì em lấy trong dân về thôi đây. Em cho cả nhà xem đây, mắt đỏ phân thủy rất là đẹp luôn. Dân nó khôn lắm, mặt hoa đẹp thì nó đã bán giá cao. Nguyễn Văn Đạt ơi, đây thì mặt hoa nó vẫn đây thôi. Quỳnh Châu ơi, bác chốt 700k thì cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nhá. 700k em vẫn còn hai cây đây nhá cả nhà nhá. Vẫn hai cây này nhưng mà vẫn cái dòng mắt đỏ phân thủy này nhưng mà nó chốt cây đang. Chị Thải ơi, chốt cho Quỳnh Chộc rồi. Em chốt cho Quỳnh Chộc, chốt 700k rồi. Hai cây có gá nào bao nhiêu tiền vậy em? Đây này, hai cây này hôm qua em vừa lấy về mà có khách đến mà khách nó bảo em nhổ đây này các nhà này. Nó bảo em nhổ mà cuối cùng nhổ xuống nó lại không đúng giá, nó cứ bớt đi lằng nhằng, em đuổi luôn, em không thèm bán nữa. Đấy, em bực mình em không thèm bán nữa mà nó đến vườn nhà em nó lấy suốt rồi mà cuối cùng nó cứ lằng nhằng. Quỳnh Chộc ơi, bác chốt cái cây đang hoa thì cho em xin địa chỉ nhá. Em bán có giá quá rẻ mà. Bạn ở đâu? Em ở Kim Bôi Hòa Bình ạ. Nhìn chăm hát quá. Bạn ở đâu thế? Rồi ok Quỳnh Chộc nhá. Bác Quỳnh Chộc ơi, bác gửi cả chậu hay là bác
Bác đấy ra. Bác gửi cả chậu hay là bác nhổ cây ra. Nếu mà gửi cả chậu thì tiền cước nó cao đấy nhá cả nhà nhá. Đây cái dòng mắt đỏ em vừa cho cả nhà xem hoa đấy, em vẫn còn đây, nhưng mà cái này em nhổ ra rồi này. Đây, hôm qua có khách đến nó thấy mặt hoa đẹp nên em nhổ đây rồi. Em xem xanh sạch. Rồi ok, vườn lan Tâm Phát chờ em tí nhá. Ông dân nào chăm mà ghê thế, không biết nhìn phê. Gửi cả chậu. Rồi ok ạ, em gửi cả chậu cho anh nhá. Em còn có hai ngọn không hoa nhá. Cứ chờ cả chậu này. Đấy, em còn có hai ngọn rồng hoa này, nhưng mà nó nở hoa hết rồi này. Đấy, đây. Hoa đây mắt đỏ phân thủy. Đây không phải ám nhá cả nhà nhá. Em nói trước là đây không phải ám đâu, mắt đỏ phân thủy thôi. Các bác nhìn phân thủy gió nét luôn đây, mắt đỏ đây. Chốt cho anh cây có hoa 700k. À, quan trường ơi, em chốt cho Quỳnh Trọc rồi. Em chỉ còn có cây không hoa thôi. Bao nhiêu tiền hai cây vậy em? Hai cây này thì em không bán cái giá đấy thôi ạ. Cứ 700k một cây. Đấy, bởi vì nó không có hoa nhưng mà nó cũng cái giống đấy nhá cả nhà nhá. Em đảm bảo cho các bác cũng giống đây này. Các bác nhìn đây này, thân nó xanh sạch đây này. Đấy, thân xanh sạch đây nhưng mà lên ngọn nó lại không xanh sạch nhá. Đấy, lên ngọn nó lại mới có vết. Thân nó xanh sạch từ gốc lên gần ngọn thì nó lại ra vết. Nhưng mà em đảm bảo với cả nhà là cây đây là nó ăn nắng nhá. Đây, xanh sạch đây. Xanh điếc từ gốc nhưng mà lên đến ngọn một cái nó lại ra. Cây nhổ đấy bao nhiêu tiền? Hai cây này đều nhổ rồi. Em nhổ hôm qua em bực cho cái ông khách đến vườn nhà em vừa lấy về nó lại cứ lằng nhằng, em lấy lại luôn. Em không gì có 50.000 em bảo nhất. Em chốt trước mà. Em chốt trước mà hai ngọn không hoa. À, Thanh Phong Lan ơi, hai ngọn không hoa nhưng mà thực ra cái chất cây nó giống như nhau. Đây, cây đây. Ủa lại ghi nhà mạng hoa đây. Đây các bác nhìn cây nhá, giống y như nhau chưa? Bởi vì nhà chủ người ta bảo là hai ngọn này như nhau hết. Mắt đỏ phân thủy nhưng không phải ám. Em nói trước với các bác là đây không phải ám đâu. Nếu nhiều người ta bán bảo đây là ám đấy, nhưng mà đối với em đây chưa phải là ám. Ám nó phải sáng thêm cơ, cái này nó chưa sáng mấy đâu. Nó chưa sáng hẳn đâu, nó vẫn hơi hồng. 1.000k thì em không chốt được ạ. Vâng, Trường Thọ chốt cho em hai ngọn này thì đúng là phải 2714, 1.400 thì em chốt được. Đây nhá, các bác nhìn xanh sạch đây nhưng mà lên ngọn một tí nó lại không sạch đâu. Hai ngọn này thì em phải nhổ ra thôi, em không gửi cả chậu nữa đâu. Bởi vì hôm qua ông khách kia ông đến ông nhổ rồi, cuối cùng ông cứ giả em kỳ kèo, em tức em không bán nữa. Đối với em mấy chục bạc có là gì đâu mà cứ kỳ kèo với em đã bán cái mặt hoa mà đẹp rồi thì mà cứ kỳ kèo lại em không thích. 1.000k thì em không chốt được ạ. Đấy, các bác nhìn hai dòng lá nó y như nhau luôn. Đây, xanh sạch từ gốc đến ngọn nhá. Xanh sạch em nhầm, xanh sạch từ đây xong lên đến ngọn từ đây này. Đấy, nó lại có ngấn một tí đây. Đấy, còn ở gốc nó rất là sạch. Ngọn có hoa này cũng thế nhá. Đấy, em cho cả nhà xem ngọn có hoa đây. Cũng toàn kỳ 52 hết. Đấy, ngọn có hoa đây. Cũng xanh sạch đây. 120k có được thì chốt cho anh nhé. 100 Bùi Thế Nam Phong ơi, 120k làm sao em chốt được? 120k thì làm sao em chốt được anh ơi? Anh chả em đùa kiểu gì ấy chứ. Đấy, các bác nhìn mắt đỏ phân thủy rất là nét đây. Nhưng mà cái chậu này là em bán rồi nhá. Em cho các bác ngắm hoa thôi. Chậu này em bán rồi. Em nói thật với cả nhà là chậu này em bán rồi. Em đây, chậu này em bán rồi. Không hoa thì sao hết em. Thanh Phong Nam ơi, bác chốt cả hai ngọn không? Bác chốt cả hai ngọn không? Đấy, hai ngọn này đây. Em cho chuẩn cây luôn nhá. Giống y như nhau đây. Em cho cả nhà xem đây. Cũng kỳ 52 đây. Thân nó rất là to. Thân nó quá to ạ. Đấy. Đấy, em cứ bán một cây là 700k. Một cây là 700k, hoa y như hình này luôn. Kỳ 52. 600k chốt cho anh Quan Trường. Rồi ok, em ưu tiên cho anh là 600k nhá, bởi vì ở bên này bác bên này là vừa có hoa lại vừa có kỳ nhá. Bên này vừa có hoa lại vừa có kỳ này. Đấy, đây vừa có hoa là vừa có kỳ. Ok Quan Trường, để cho em xin địa chỉ đi. Đây, có cây kỳ như vậy bé không em? Em không có ạ. Em không có đâu ạ, chỉ có một bác này đây. Có kỳ đây thì nguyên kỳ đây, em để nguyên kỳ nguyên chậu này cho bác đấy đây. Quan Trường cho em xin địa chỉ đi. Đây không phải ám, nếu mà ám thì nó không bao giờ có giá như này. Em đảm bảo với các bác. Đây nó chỉ là mắt đỏ phân thủy thôi.
Nhiều hoa không. Bùi Dương ơi, cái này là hôm nay là hoa nở hôm đầu tiên. Hoa nở hôm đầu tiên mà lại bây giờ buổi chiều rồi thì nó bay kiểu gì nữa Bùi Dương ơi. Đấy, bây giờ buổi chiều nữa thì người còn chưa muốn bay nữa là hoa. Chốt một cái còn 600k. Quyền tiền chung. Bùi Thế Nam Phong ơi, em chốt cho bác quan trường 600k một cây này rồi. Đây, nụ hoa đây nhá. Cuống hoa rất là xanh đây này. Cuống hoa rất là xanh. 600k cây còn lại. Chốt một cây còn lại 600k. Nguyễn Tiến Trung ơi, bác chốt một cây còn lại 600k ạ. Rồi ok Nguyễn Tiến Trung nhá. Chậu đó có hoa và có 3 cái 700k là đúng. Còn bên này chốt 600k. Vâng đúng rồi Trường Thọ. Em bán cho bác Quang luôn. Đâu 600k chốt cho anh. Không phải quan Trường ơi, chốt thì để cho em xin địa chỉ đi ạ. Chậu đó Trần Lực ơi em Nguyễn Tiến Trung. Bùi Thế Nam, Huyền Tiên Trung chốt một cây còn lại. Huyền Tiên Trung ơi, bác chốt thì cho em xin địa chỉ luôn nha, Huyền Tiên Trung nhá. Anh chốt cho anh 600k. Bùi Thế Nam Phong ơi, anh chốt nốt cây còn lại cho anh. Em cái dòng này em bán hết rồi anh Thanh Phong Lan ơi. Huyền Tiên Trung cho em xin địa chỉ luôn ạ. Em chỉ có 3 cây thôi, nói thật với cả nhà đấy. Cái này em chỉ có 3, cho xem xanh sạch đi. Rồi ạ, anh chờ em tí để em chốt nốt mấy cái đơn này đã. Bác quan trường chốt thì để cho em xin địa chỉ đã. Tuấn ơi, Tha Ghim. 2 cây còn lại là em nhổ nhá cả nhà nhá. Đây. 2 cây còn lại là em nhổ ạ. Quan trường. Bác quan trường đâu rồi nhỉ, còn ở trên live không ạ? Cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Rồi ok, em thấy địa chỉ của anh Nguyễn Tiến Trung rồi ạ. Quan trường 600k. Bác quan trường còn ở trên live không ạ? Đây nhá, của anh Nguyễn Tiến Trung đây nhá. Của anh ở đây nhưng mà tí, nhưng mà may ấy, em gửi là em nhổ cây ra đây nhá. Bởi vì bên này là em nhổ một cây rồi này. Nhà dân đó còn lại nào chị? Chứ xem chứ. Em xem người ta chăm thích quá. Cái này người ta bán thanh lý bởi vì người ta cũng muốn tiền. Cho nên là người ta bán thanh lý mấy chậu này thôi cả nhà. Nhổ để cả giá thể. Vâng đây, em nhổ cả giá thể rất là đấy đây. Đấy em bực cái ông hôm qua quá. Cứ bớt em lằng nhằng mà nó đến tận nhà em mà em bảo nó là có 500k một cây thôi, em không phải đóng hàng không phải gì nữa mà cứ giả em có 450, em bực quá em thèm vào nữa. Còn trăng cái đó ấy. Nguyễn Chí Công ơi hết rồi. Nguyễn để cả chậu đi. Anh Nguyễn Tiến Trung ơi để cả chậu này à. Đây này, nhưng mà cái giá thể này nó cũng lỏng rồi này. Tốt nhất là em nhổ luôn cái giá thể này cho anh để anh về anh trồng lại thôi anh Nguyễn Tiến Trung ơi. Em nhổ cả giá thể này thôi. Không chột đâu bởi vì em nhổ cả giá thể thôi mà. Đây này cả nhà xem nhá, cây ở từ đây nó lên nó rất là xanh nhưng mà lên nó lên một tí thì nó mới có ngấn nhá. Đấy, rồi. Đây nhá, em nhổ ra cho anh cả giá thể, anh về anh chỉ có cho vào thôi. Rồi em nhổ cho anh nhá. Ghim lại đi. Ơ bác quan trường đâu bác còn không nhỉ? Mặt hoa đây là quá đẹp rồi. Đấy cả nhà xem mặt hoa quá đẹp nhá. Im cái bên. Bác quan trường có không, nếu không là em bán lại cây này đây. Bác quan trường ở đâu lâu thế nhỉ? Đấy. Mắt đỏ phân thủy luôn nhưng mà không phải ám. Không nếu nghe. Mà ám thì ám mắt đỏ phân thủy thì có mà quá là đắt luôn. Nhưng đây không phải là ám. Đây chỉ là mắt đỏ phân thủy thôi. Quá là đẹp đây. Mặt hoa đây. Đấy. Em cho hai bác chốt cây gì này là ngắm lại mặt hoa nhá. Quá là đẹp đây ạ. Quan luôn còn loại nào nữa không? Em còn, quan luôn thì em còn nhiều. Bác quan trường mà không chốt tí nữa là em bán lại đấy nhá. Ni, ghim dậy bác này. Bác quan trường ở đâu rồi nhỉ? Hay là chốt nghe lại căng giá quá bác lại thôi à? Đây, cây của bác quan trường đây. Đấy, cây này là cây của bác quan trường này. Cây của bác quan trường 600k đây. Đây em còn kiến đây nhá cả nhà nhá, kiến rừng đây nhá.
300k cho cái dề kiến rừng này nhá. Mật độ Hòa Bình. Em không biết là mật độ ở đâu, nhưng mà em cho cả nhà xem đấy đấy đấy. Mật độ phân thủy luôn. Em lấy giá rẻ thì em bán giá rẻ, giá đắt thì em bán giá đắt là báo giá chị ơi. Hoàng Đạm ơi, cái này em bán 300k này, hai kiến rừng này. 300k hai kiến rừng này nhá. Để cho cây đăng hoa. Lê Giai ơi, cây đăng hoa em bán rồi. Cây đăng hoa đấy là em bán rồi. Đấy. Cái này là em bán 300k hai mầm này này. Chốt cây quan trường. Cây đăng hoa này em bán rồi ạ. Vâng, để em xem đã. Rồi bác Trường Thọ có để lại cho em địa chỉ đi. Nguyễn Tiến Trung đổi cho mình cái cây của bác quan trường được không? Nguyễn Tiến Trung ơi, không được đâu ạ. Em không đổi được đâu cho giò mặt hoa. Mạnh Nguyễn Văn ơi, cái giò mặt hoa em bán rồi. À đây, xanh sạch đây. Đây. Xanh sạch đây, xanh sạch từ gọi. Cây đăng hoa giá bao nhiêu? Cây đăng hoa em bán có 700k mà. Cây đăng hoa em bán có 700k, em bán giá rẻ thôi. Đây nhá. Đấy. Xanh sạch từ gốc đến ngọn đây. Bác vườn Lan Tơ Tâm Phát đây, xanh sạch đây ạ. Xanh sạch từ gốc đến ngọn đây. Mầm gốc nhá. Cái này dân nó bảo là mấy năm rồi chưa ra hoa, nó cắt ra ươm ki. Em cũng vừa lấy một đống ki nhà nó về, em vừa bán hết rồi. Đây, cây xanh sạch đây, chốt kiến 250k. Rồi ok, Lê Đai chốt kiến 250k thì cho em xin địa chỉ đi ạ. Trường Thọ. Đấy. Trường Thọ cứ cho mình cả địa chỉ đi, nếu mà tí nữa, nhưng mà tí nữa bác quan trường mà liên lạc lại là Trường Thọ phải thông cảm cho mình nhá. Nhớ ra bác đây bị ra không ấy. Đây, ghim cây này đây này. Đấy. Đi sang ngồi sang đây mà ghim này. Trường Thọ cho mình cả địa chỉ đi nhá. Đấy, cây này là cây xanh sạch nhá. Xanh sạch từ gốc đến ngọn luôn. Cây này là em bán đây. Cây này em bán 600k thôi này. Đấy. Lê Đai chốt hai con kiến này cho, để lại cho mình xin địa chỉ và số điện thoại luôn nhá. Để lại cho mình xin địa chỉ và số điện thoại luôn này. Cây này em bán giá 600k thôi. Nguyễn Tiến Trung hủy đơn cho mình nhé. Rồi ok, Nguyễn Tiến Trung. Rồi bác hủy đơn luôn, thế thì ok. Chứ không để em gửi đến một cái bác lại bảo không lấy nó chết. Đấy. Cây mặt hoa đấy em vẫn còn một đơn nữa nhá cả nhà nhá. Một đơn của bác Nguyễn Tiến Trung hủy đơn này. Bác nào lấy lại cây của bác Nguyễn Tiến Trung không? Đấy, cây xanh sạch này em bán 600k nhá cả nhà nhá. Nguyễn Tiến Trung cảm ơn. Rồi ok, cảm ơn bác Nguyễn Tiến Trung nhá. Chậu có hoa chưa? Chậu có hoa chưa có được, địa chỉ thì chốt cho anh nhé. À, Mạnh Nguyễn Văn ơi, chậu có hoa thì em có địa chỉ rồi. Đây, chậu có hoa mắt đỏ này thì mắt đỏ phân thủy này em có địa chỉ rồi. Em chỉ còn có một cái ngọn của anh Nguyễn Tiến Trung. Trường Thọ quan trường không lấy thì gọi cho mình nhé. Rồi ok Trường Thọ. Rồi có gì mình gọi nhá. Ghi vào đấy Trường Thọ chưa? Rồi nếu mà bác quan trường không lấy thì mình gọi cho bạn nhé, Trường Thọ. Bao ship. Cảm ơn Lê Giai nha, thế thì mình không bán nữa. Mình đã bán rẻ rồi cũng mà bán cho bạn rồi thì bạn lại không bán. Đây, em còn một cây mắt đỏ phân thủy đây nha cả nhà nhá. Em còn một cây mắt đỏ phân thủy đây. Đấy, em còn một cây mắt đỏ phân thủy đây. Lúc này bác Nguyễn Tiến Trung chốt, bây giờ bác không lấy nữa này. Chốt. Rồi, ok Nguyễn Chí Công chốt 600k thì để lại cho em xin địa chỉ luôn nào. Đấy, 600k. Em nhổ ra cho bác nhà Nguyễn Chí Công nhá. Cây có hoa. Không, cây có hoa thì em bán rồi. Chậu có hoa bao nhiêu em? Nguyễn Ngọc Quang ơi, chậu có hoa em bán rồi. Bây giờ em cho cả nhà xem là mặt hoa như này thôi. Em còn có một cây đây, mặt hoa mắt đỏ phân thủy đây. Đấy, mặt hoa mắt đỏ phân thủy đây. Anh kệ nó, đã nói nhỏ kệ nó. Đấy, mặt hoa, cây này là cây mắt đỏ đây. Em cho cả nhà xem cây nó y như nhau luôn. Đấy, ki 52 nhá. Một dòng là ki 52. Đấy, mình xem kiến. Xem mặt hoa. Đấy,
Đây là key 52. Vâng ạ, ok bác Võ Minh Thiện chờ em tí. Đây, xanh điết từ gốc cho đến gần ngọn. Gần ngọn đây thì gần ngọn ở đây này. Gần ngọn ở đây thì nó mới có ngân tím dần vào này. Rồi, cây đấy là 600k nhá. Cây này là 600k mắt đỏ phân thủy. Bùi Dương chốt cái cây này 600k thì cho em xin địa chỉ đi. Đây, em cho cả nhà ngắm lại cái mặt hoa mắt đỏ phân thủy đây. Chuẩn mắt đỏ phân thủy luôn. Đấy. Bùi Dương chốt 600k cái cây này thì cho em xin địa chỉ nhá Bùi Dương nhá. Cây này nhá, còn cây có hoa là em bán rồi. Cây có hoa em bán rồi, để cho em. Đấy. Bùi Dương chốt thì để cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhá. Cả nhà phải xem là đều cây 52 mà thân rất là to này. Đấy, người ta bán mỗi cái thân to này của là cũng đấy đấy rồi. Có thân nù đốt ngắn chân hết không em? Thân nù đốt ngắn thì em lại không có ạ. Lấy một cái rổ để riêng cái này ra nào. Luôn. Cho Bùi Dương chốt 600k để lại cho em xin địa chỉ và số điện thoại nào. Đây hai con kiến này 300k này cả nhà này. Tiếng nói rồi. Nên là nhân thì nói có đơn mà Bùi Dương. Rồi ok Bùi Dương. Rồi. Bùi Dương cho mình xin địa chỉ luôn đi ạ. Tuấn Nguyễn ơi em chút cho Bùi Dương rồi. Nguyễn Quang Nguyễn Ngọc Quang ơi chậu thì em còn có mới chậu kỳ thôi. Bùi Dương ơi, cây của bạn 600k là cây không hoa nhá. Cây không hoa nhá Bùi Dương nhá. Chứ tí nữa bạn lại nhầm cây có hoa là chết dở đây. Bởi vì cây có hoa là mình cho cả nhà xem mặt hoa thôi. Mình cho cả nhà xem mặt hoa thôi. Đây kiến đây cả nhà ơi. Kiến nhà em đây ạ. Đây. Hỏi lại cây có hoa đi em. Lấy ra cây có hoa hỏi lại. Đây em à. Không cây có hoa thì lúc này bác cho em địa chỉ rồi. Chỉ có mai em gọi điện xem thế nào thôi. Chỉ có mai lại muộn cho ủn đi. Cho này chơi. Chơi thì cắn cái bó nè. Kên ạ. Em hỏi chốt chưa à, Lê Giai ơi cây Nguyễn Ngọc Quang 2 kiến 500k nhé. Rồi ok Nguyễn Ngọc Quang cho em xin địa chỉ đi ạ. Có xanh sạch không? Em có cây xanh sạch đây. Cây xanh sạch em vừa bảo 600k đây. Xanh sạch từ gốc đến ngọn đây. Ăn nắng 100% luôn. Em chốt trước mà chị để cho em. Ờ Nguyễn Chí Công ơi lúc bạn chốt đấy thì bạn lại bảo là chốt cho cây có hoa 600k cho nên mình không chốt, xong rồi đến Bùi Dương. Bạn lại chốt sau Bùi Dương thôi. Em ở Xuân Thủy ạ. À. Hùng Hoàng ơi em ở Xuân Thủy. Ok em. Rồi ok Bùi Dương nhá. Này, anh chốt chỗ 600k có được không? Quan Trường. Lại Quan Trường rồi đúng không? Quan Trường ơi. Đâu nhỉ? Chậu 600k Bùi Dương này. Đây, cầm lấy đi này. Đây xanh sạch đây ạ. Cầm gì? Đâu nhỉ? Đây. Bùi Dương đi. Đây Quan Trường Bùi. Đây, chuột con đi. Bùi Dương đó. Quan chi kìa. Nó lấy cái ngón này cho mạng không? Sau Tuấn Huyền. Cây này em bán 600k cây xanh sạch này nhá cả nhà nhá. Cây cơ liệu chi? Tên là chi? Trường Thọ. À cây 600k lúc nãy Quan Trường à. Lúc nãy em hình như bác chốt mà em gọi khản cả cổ chả thấy bác ở đâu cả. Tôi mới sợ cổ. Ừ. Quan Trường ơi lúc nãy em gọi bác khản cả cổ chả thấy bác ở đâu cả. Nên em lại cho bán lại cây này em Tuấn Nguyễn chốt cây này 600k đúng không ạ? Nguyễn Quang cho anh chụp 2 kỳ. Rồi ok ạ. Đây hai kiến chứ không phải 2 kỳ nhá Nguyễn Ngọc Quang nhá. Sao thân già cất đi vậy em? Em cũng không biết. Bây giờ dân nó khôn lắm chứ nó. Nguyễn Ngọc Quang ơi cửa đây ạ. Thân già 2 kỳ đây ạ. Chốt nốt xanh sạch 500k dồn đơn cho mình. Bùi Dương ơi 600k là quá rẻ rồi. Nói thật là các bác là 600k. Nhưng những cái kỳ này nó không ra hoa đâu. Nhưng mà em lấy kỳ và em bán hết rồi. Đấy thân già cắt đi vậy. Đây ạ. Đây là hai kiến nha anh Nguyễn Ngọc Quang nha. Chứ không phải hai kỳ. Hai kiến đây ạ. Anh cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Chốt nốt xanh sạch em. Rồi ok. Tuấn Nguyễn ơi cái chốt xanh sạch đúng không Tuấn Nguyễn ơi?
À rớt mạng à? Rớt mạng cho nên là chả rớt mạng đúng không? Cho nên là gọi khán cả cổ chả thấy anh đâu cả. Đấy, Bùi Dương ơi, bạn chốt không thì chốt 600k cho mình đi gộp đơn đi. Xanh sạch từ gốc đến ngọn luôn. Vâng, Tuấn Nguyễn chốt thì cho mình xin địa chỉ đi nhá. Em còn mấy cây xanh sạch nữa. Em còn mấy cây rồi đến kia. Đấy. Em bán rồi à? Em còn anh Quan Trường ơi, lúc này em bán cho một bác nhưng em bảo là nếu mà tí nữa anh Quan Trường mà liên lạc lại là em để cho anh, mà bởi vì anh chốt trước mà. Không được Bùi Dương ơi. Cái này vừa chốt cho Tuấn Nguyễn rồi này. Chốt cho Tuấn Nguyễn xanh sạch này. Không được ạ. À. Đâu nhỉ bác không được 550k đâu, em bán, em nói với các bác là em bán cái giá nó rẻ rồi, các bác đừng gạ em nữa. Nguyễn Ngọc Quang ơi, cho em xin địa chỉ hai kiến nhờ. Rồi. Bác Quang Trường ơi, lúc nãy em vẫn chốt cho đấy, nhưng mà Nguyễn Thanh Tuấn chốt kiến 250k. Lê Giai ơi, đây hai con kiến này 300k này. Đấy, các bác nhìn đây ạ. Phố chợ Cửa Lò Đông anh Hà Nội. Ủa ơi, Tuấn Nguyễn. Đây, ghim đi. Tuấn Nguyễn này. 250 ấy. 600k chứ. Tuấn Nguyễn 600k xanh sạch đây. Anh gộp đơn hai kiến. Không được anh ơi, bởi vì là em đã bán cái giá quá rẻ rồi. Cho nên là em không thể nào bán rẻ được hơn vườn lan tiên nhượng. Đây ạ, hai cây này em bán 300k này. Hai cây này em cùng bán 300k đây. Đây. Rất là mập mạp, đây là kiến nhá cả nhà nhá, chứ không phải đây là kỳ. Đây là kiến đây ạ. Hai cây kiến đây. Đấy, đây mập đây. Cái này thắt ngọn rồi này. Cái này thắt ngọn rồi nhá cả nhà nhá. Cái này cũng sắp thắt ngọn rồi đây. Chốt 600k xanh sạch. À, Bùi Dương ơi, chốt 600k xanh sạch cộp đơn đúng không ạ? Ở đâu? Vừa 600k đấy là em bán rồi. Hơ tờ ní tí bông khạc lắm. Em còn có một cây xanh sạch đây nữa này. Cây này nhỏ hơn 500k này cả nhà ơi. Cây này nhỏ hơn 500k này. Đấy. Đây, cái này là em bán 300k hai cái kiến thôi nhá. Chuẩn kiến đây cả nhà này. Chuẩn kiến đây ạ. Đây Hà Nội. Cây này cây xanh sạch này ngắn hơn thì em bán 500k này cả nhà ơi. Đấy, 500k cho cây này nhá. Tuấn Nguyễn ơi, bạn chốt hai cái kiến đấy 300k nữa à? Nguyễn Ngọc Quang 250k này. Đây của anh Nguyễn Ngọc Quang hay chưa? Bùi Dương chốt 330k thì mình chịu. Xanh sạch đấy mà. Hơ bù nơ cho thân đi cho ghim đúng không ạ? Đấy, cây này em bán 500k nốt này. Ngắn hơn cây lúc nãy nhá. Ngắn hơn. Đấy, ngắn hơn. Tuấn Nguyễn đúng rồi. Rồi ok. Đây cho buộc cái này buộc vào của Tuấn Nguyễn đi. Chốt xanh sạch của Nguyễn Ngọc Quang, chốt xanh 50k. Rồi ok Nguyễn Ngọc Quang nhá. Đây em gộp đơn cho anh với hai cái kiến đây nhá. Đây. Của Nguyễn Ngọc Quang buộc vào đi đưa giấy đây này. Nguyễn Ngọc Quang đó. Vừa kẹp xong hai cái đấy đây. Hai cái kia 250k ấy. Đấy đấy, đúng rồi. Đấy. Tuấn Nguyễn đơn ngắn hơn. Đơn nhiều. Ừ. Đấy. Tuấn Nguyễn đấy. Buộc lại. Nguyễn Ngọc Quang đấy nhá. 500k nhá. Đây. Buộc hết giấy vào hả? Chốt ngắn hơn nhiều. Chốt xanh xanh. Ok nha Nguyễn Ngọc Quang nhá. Xanh xanh thì em còn một mờ đây, không phải là kỳ nữa mà như kiểu là kiến ấy. Đấy, cái nhỏ như này thì
nhà nó lại không cắt này. Đấy, vẫn còn nguyên thân già đây nhá. Vẫn nguyên thân già xanh sạch đây. Đấy, cái này vẫn còn nguyên thân già nhá. Tuần nguyên khẩu 5 cộng với nó nhá. Tuần nguyên là lửa khẩu 5 cộng với 35. Cuộc đơn của Tuần Nguyên là đơn của Tuần Nguyên là 600, 300 là 900k nhá. Rồi ok, Nguyễn Ngọc Quang, của anh là 250k với 500k nhá anh Nguyễn Ngọc Quang nhá. Của anh là 250k với là 500k này anh Nguyễn Ngọc Quang này. Ok chưa? Của Tuần Nguyên là 300k với 600k là 900k nhá. Đây còn một con xanh sạch này. Vẫn còn nguyên thân già đây nhá. Vẫn còn nguyên xanh thân già xanh sạch đây. Cái này em bán chuẩn là 250k thôi, em chả lấy đắt đâu. Cái này là 250k thôi này. Bác nào chốt cái này 250k không? Nguyễn Ngọc Quang hai đơn nhá. Cái này là em bán 250k, bác nào chốt cái xanh sạch này 250k không? Vẫn còn nguyên đây. Vẫn còn nguyên đây nhá. Bác nào sưu tầm cái key 51 hay là key mid không thì em cho cả nhà xem nhá. Bác nào sưu tầm cái key 51 hay là key mid không ạ? Em cho cả nhà xem. Đây, với key hôm nay em có cả key thân to nữa này. 250k cho cái đơn xanh sạch này nữa này. Chốt key xanh sạch. Mai Huỳnh nhớ cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn đi ạ. Mai Huỳnh này, 250k này. Em bán cái giá rẻ mà. Phương Nguyễn ơi, em bán 250k rồi. Đâu còn mấy mầm nữa nhỉ? Em còn 3 mầm nữa đây. Đức Cử ơi, cái này thì em không biết là bởi vì là cây to cây nhỏ. Mai Huỳnh 250k. Mai Huỳnh nhớ cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn đi ạ. Đây em còn cây này này. Đấy, cây này vẫn nguyên đây nhá. Đấy, cây này vẫn nguyên đây. Đây Nguyễn Ngọc Quang, ok chốt kiến 150k gộp đơn ship cho anh. Anh Nguyễn Ngọc Quang ơi, có kiến nào đâu mà 150k nhỉ? Cái này là xanh sạch em bán 250k mà. Đây Mai Huỳnh có số điện thoại rồi đây. Gìm. Hạnh ơi, con đi đánh cầu à? Mai Huỳnh cho em xin địa chỉ luôn đây nhá. Con này thì em bán với cái giá là 300k này cả nhà ơi. 300k cho con này nhá. Đây. Đấy, 300k cho con này. Em cứ nhỏ hơn tí là nhỏ tiền, lớn hơn tí là lớn tiền. 300k cho con này đấy ạ. 300k cho con này, em bán giá nó quá hợp lý thôi mà. Mai Huỳnh cho em xin địa chỉ luôn nhá. 300k cho con này đấy cả nhà ơi. Bác nào chốt xanh sạch này 300k không ạ? Đây. Em dơ gần cho cả nhà xem nhá. Bao tiết nắng luôn, xanh sạch 100%. Đi em kia. Cầu của đâu? Đây cầu anh. Đấy. Đây. Chưa cắt một tí nào cả cái này ấy. 300k nhá cả nhà nhá. Chốt xanh gộp đơn 300k, chốt xanh sạch gộp đơn 300k. Ờ, Mai Huỳnh ơi, chốt của đơn của bạn nếu vậy là 250k với 300k. Đưa đây, đưa của Mai Huỳnh đây. Mai Huỳnh ơi, nếu vậy thì đơn của bạn là xem nào, đưa cái giấy đấy đây xem nào. Đơn của bạn tổng cộng là 550k nhá. Em lại chốt mất rồi, đơn của Mai Huỳnh tổng cộng là 550k nhá. Ôi dồi, rồi rồi. Mai Huỳnh ơi, ok chưa ạ? 300k nữa này. Bằng 550k này. Rồi. Của Mai Huỳnh là 550k nhá. 550k nhá các bác ơi, em lại chốt cho Mai Huỳnh rồi. Bởi vì Mai Huỳnh lại chốt trước. Mai Huỳnh đơn của bác là 550k nhá. Cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Các bác cứ chốt chậm hơn Mai Huỳnh quá. Mai Huỳnh ơi, ở đây nha, của bác đây nha. Bác nào chốt thì phải chốt chắc chắn cho em nhá. Chứ không may em gọi điện lại các bác lại hủy đơn lại, em lại bán lại cũng khổ lắm ạ. Rồi ok nhá. Đây, cẩn thận vào nha. Em còn đúng một con xanh sạch này. Đúng một con xanh sạch này nữa đây. Đây, đúng một con này xanh sạch nữa. Con này thì lớn hơn. Đây, thân già đây. Các bác về ươm từ đây xuống là còn bao nhiêu kỳ này. Từ đây xuống là các bác ươm như này là bao nhiêu kỳ rồi. Mày, em ở Kim Bôi Hòa Bình ạ. Em ở Kim Bôi Hòa Bình nhá các bạn cả nhà nhá. Em ở Xuân Thủy Kim Bôi Hòa Bình ạ. Em còn một con này nữa này. Con này em bán 400k này cả nhà này. Đấy, con này em bán 400k này. Hạt cổ quá.
Con này em bán 400k nhé cả nhà nhá. Bác nào chốt cho em 400k không ạ? Bác Mai Huỳnh bác ở đâu rồi nhỉ? Bình Định nhỉ? Bình Định thì em lại... Nguyễn Ngọc Quang. Anh Nguyễn Ngọc Quang ơi, anh chốt cái này gộp đơn 400k đúng không ạ? Đây nhá, còn vẫn còn nguyên nhá. 1 năm này, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm này. 5 năm. 5 năm nhá. Rồi ok Nguyễn Ngọc Quang này, chốt đưa cho Nguyễn Ngọc Quang. Cho vài đơn Nguyễn Ngọc Quang lúc này cũng có. Của anh Nguyễn Ngọc Quang em chưa cộng được là bao nhiêu nữa? Mường kim nữa. Bùi Dương ơi, em lại chốt cho vừa Nguyễn Ngọc Quang rồi. Dạ em ơi, chốt 300k cho Quỳnh Chộc. Con tìm cái đơn Quỳnh Chộc nào cho bác chụp đơn nào. Rồi bác Quỳnh Chộc cho em là tí nhá, cho em chụp đơn phát. Quỳnh Chộc cho em tí nhá. Rồi đây nhá, của anh Nguyễn Ngọc Quang đây nhá. Bác nào chốt thì các bác phải thương em đấy nhá, chứ các bác đừng có bom đấy nhá. Không phải Bùi Dương. Đây là Quỳnh Chộc. À Quỳnh Chộc đây. Đây Quỳnh Chộc đây. Bác cần gì phải chụp đơn bác Quỳnh Chộc ơi. Của bác 700k đây. Của bác vẫn còn hoa đây mà. Nghe Đức nói rồi. Đơn kìa. Đơn kìa là Nguyễn Ngọc Quang gộp đơn. Trong phái có thể có cơn xanh xanh to hơn ạ. Em gửi bên công ty gì và thế nào. Và gì sai và tê nhỉ. Giờ em không gửi Z và T đâu anh ơi. Bởi vì ở em không có Z và T. Ở em chỉ có bưu điện thôi. Ở em chỉ có bưu điện thôi ạ. Nguyễn Ngọc Quang 3 đơn 1.100k. Dạ vâng ạ. Ok Nguyễn Ngọc Quang. Đây của bác Quỳnh Chộc đây. Quỳnh Chộc đây. 700k đây nhá. Quá quá là đẹp luôn ạ. Người ta cái này mà người ta cứ cho lên là mắt đỏ. Mắt đỏ kiểu Hòa Bình mà người ta bán thì thôi rồi. Nhưng mà em chả bao giờ em bán thế. Rồi. Của bác Quỳnh Chộc không cần gì phải chụp đơn, bởi vì cứ gửi đến đúng cái hoa này là được, đúng không? Đấy em gửi đến cho anh đúng đúng cái hoa này là được, chứ không cần phải chụp đơn gì hết. Cái gì con? Ngồi đấy mà chơi đi để cô bán hàng. Đấy quá là đẹp luôn. Các bác nhìn ngắm em nhìn hoa mà em còn thấy cảm thấy đẹp nữa, mắt đỏ phân thủy luôn. Đấy, càng nhanh càng tốt. Vâng ạ, ok ạ. À. Chốt nốt cho anh chậu 700. Nốt cái dòng này không có mà bán. Dòng này em còn không có mà bán, có đúng có ba ki mít hay là ki gì thì ki mít hay là ki dòng thân to thì cứ lên nha, cứ comment lên em cho cả nhà xem nhá. Đây là ki 52 này cả nhà ơi, ki 52 cái dòng thân đó nó cũng là dòng thân to nhá. Bùi Dương ơi, thân thủ thì 21-22 thì em không có đâu. Có chậu nào có hoa không anh? Em hết chậu có hoa rồi bố củ khoai ơi. Đúng có một chậu để có hoa với hai cái mầm đấy dòng hoa thôi. Ngọn này em bán 200k này cả nhà ơi. Đấy. Lá rất là đẹp này. Lá rất là đẹp luôn ạ. 200k cho ngọn này nhá. Đấy, ki đây. Trồng cả đá à? Cho cả đá vào đây này. Nhà này nó còn trồng cả đá với cả nhựa cái gì đây. Đấy, dòng lá rất là đẹp này. Ngọn này em bán 200k này cả nhà ơi. Bác nào chốt cái này không ạ? 200k cho ngọn này nhé cả nhà nhá. Đây. Ki 52 tên ki mít anh xem. Vâng ạ. Em ơi để cả chậu gửi xe cho anh có được không? Bùi Dương. Anh ở đâu nhỉ anh Bùi Dương ơi? Anh ở đâu nhỉ? Lúc này em cũng chỉ chụp đơn em chưa nhìn qua địa chỉ của anh ở đâu xem em có gửi được xe không đã. Mít thì em chỉ có mỗi ki thôi, bố cục file 150k để em chịu. Rồi ok Bùi Dương nhá. Chốt gộp đơn cho anh nhá. 200k quá đẹp này. Các bác nhìn dòng thân lá này. Lá rất là đẹp. Bùi Dương em chốt gộp đơn cho anh nhá. Anh ở đâu nhỉ? Để em xem có thể có gửi được xe không nào. Đây con sang kẹp luôn cái này đi này. Cộng 200k. 600k cộng 200k là thành 800k nhá. Đây. Chốt cho anh Bùi Dương gộp đơn này. Em nói thật là phi điệp cái dòng kim bôi Hòa Bình mà em bán cái dòng này quá rẻ. À Nam Định ạ, à, nếu Nam Định em gửi về thành phố Nam Định anh nhận được lan không? Nam Định thì em chỉ gửi được về thành phố Nam Định, ở em có xe đi Nam Định đấy. Đây là kim mít này cả nhà này, kim mít mà dòng ki cũng thân to nhá. Đấy, đây là kim mít này, dòng ki cũng thân to, thân nó lại to tím này. Đấy, kim mít đây.
nếu vậy thì mai mai em tối nay em đóng hàng đây này, xong mai em sẽ gọi điện lại cho anh nhá. Tối nay em sẽ gọi, mai em sáng mai em gọi điện lại cho anh nhá. Em gửi về thành phố Nam Định nhá, bến xe thành phố Nam Định nhá. Bùi Dương tổng. Rồi ok anh Bùi Dương tổng 800k ạ. Em gửi về cho anh thành phố Nam Định nhá, bến xe thành phố Nam Định anh nhận hộ em nhá. Ở sáng mai em gửi này tầm khoảng độ 10 giờ là xe đến nơi thôi. Tầm 10 giờ là xe đến nơi. Con đứng xa lan của cô ra con. Con đừng đứng vào gần lan của cô. Đây ki mít này 150k một ki này nhá cả nhà nhá. 150k một ki này này. Đấy, ki mít đây. 150k một ki đây. À, mấy tiền một ki? 150k một ki thôi. Em bán rẻ mà, 150 cây mẹ của nó đâu. À, Tuấn Nguyễn ơi, cây mẹ của nó hôm qua em đến lấy em lại quên chụp rồi. Em đến nhà đấy em thấy ki mít em sướng quá em lấy luôn, em quên chụp rồi. Ôi cái này em làm rơi ra đây rồi này. Em lại quên chụp cây mẹ. Đây các bác ơi, kiến này. Nhưng mà em vừa làm rơi ra đây nhá. Đây, gốc nó đây em vừa làm rơi ra đây. Xóm 2 Kim Thái Vũ Bản Nam Định. Anh Bùi Dương ơi, nhưng mà em gửi về bến xe Nam Định được không? Em gửi về bến xe thành phố Nam Định được không ạ? Em gửi về bến xe thành phố Nam Định anh nhận được không? Đây, con kiến này đây cả nhà ơi, em vừa làm rơi cái cây ra sông đây. Nhưng mà mắt mũi nó không sao nhá, em vừa làm rơi thân già ra đây. Thân già này em vừa giờ tờ lan khênh một con nhưng ủn là ta phải đó. Đây ạ, em vừa làm rơi thân già ra đây. Nguyễn Ngọc Quang 100k ki đi em gộp đơn thế. Cả thế. Anh Nguyễn Ngọc Quang ơi, anh bảo là 100k ki mít ạ. Anh bảo là Nguyễn mua 100k một ki mít này ạ. Có còn con nào như vừa rồi để anh lấy một đơn nữa. Có, còn anh ơi, còn tí này em cho anh xem nhá. Đây, hai con này em vừa làm rơi thân già ra đây nhá, nhưng mà mắt mũi gốc nó không sao nhá, em bán 300k này. Đấy, 300k cho hai con này. Con này thì tím này. Con này. Rồi được rồi, em gộp đơn cho anh 100k một ki mít này này. Em gộp đơn cho anh đây nhá. Đơn đây. Ưu tiên anh lấy nhiều nhá. 100k thì em cũng trả lời lãi gì đâu. Rồng còn thân nó còn to đây này. Các bác em chỉ còn bán thân to thôi là cũng đấy rồi. Ok em về Nam Định là phải đi qua chỗ anh. Rồi ok anh ạ. Để mai em hỏi xe xem thế nào. Đây. Đây cộng vào Nguyễn Ngọc Quang này, tìm đơn Nguyễn Ngọc Quang đây gộp 100k này này. Cộng vào 100k nữa nhá. Nguyễn Ngọc Quang cộng 100k nữa nhá. Hai con này em bán 300k nhá cả nhà nhá. Chốt 3 ki. Anh 3 ki nhé. 3 ki à? Em chỉ có 4 ki thôi. Nếu mà 3 ki thì đây nhá. Khúc này 3 ki này. Khúc này 3 ki nhá. Một với một mắt thức này. Một mắt thức này anh Quang ơi. Rồi ok bố củ khoai cho em địa chỉ đi ạ. Em thấy bác theo dõi từ lúc rồi. Đây anh Quang ơi, đây này, ba kỳ hai kỳ này với một mắt thức đây này. Một mắt thức đây nhá. Cái này vẫn chân đầu này vẫn còn có thể ra mắt nhá. Đấy, ba kỳ này được không ạ? Em chỉ có 5 kỳ mít thôi. Em chỉ có 5 kỳ mít thôi. Đấy, Nguyễn Ngọc Quang ok chưa? Ưu tiên cho bác hết tầm đấy, lá đây. Lá quá tròn quá đẹp luôn. Hôm qua em lại quên chụp cái giò mẹ cơ. Chẳng ni ni, tăng ni. Bây giờ em chỉ còn có 2 ki mít thôi. Các bác phải nhìn là đây này, đầu ngọn của nó mà to như thế này rồi. Rồi ok anh, có gì mai em gọi lại ạ. Đấy, đây còn một mắt đây nhá, chưa được. Còn một mắt thức đây, mắt thức đây, dưới này còn mắt ngủ này. Một mắt đây thì hỏng rồi. Của anh cộng thêm 300k này nhá, anh Nguyễn Ngọc Quang nhá. 300k ạ. Ừ, cộng thêm 3. Cái này ủn Việt cộng 15k ạ. Xỏ cái 15k đi. Cộng thêm 3 các bác 5k, xỏ 15k đi. Dạ xỏ cái kế đi bằng Việt vẫn đi cho. Rồi ok anh nha, chọn cho mình một đơn nữa như vừa rồi. Rồi ok anh, nhưng mà đơn nữa thì giờ cộng 300k ki mít này. Xỏ 15k chứ không? Rồi em cũng chưa biết là tổng đơn của anh là bao nhiêu đâu anh Nguyễn Ngọc Quang ạ. Đây, đơn này đây. Tuấn Nguyễn 2 ki còn lại 200k cộng đơn.
Tuần Nguyễn 2 ki, còn lại 200k. Nhưng mà Tuần Nguyễn ơi, lấy nốt. Tuần Nguyễn ơi, cái này là nhưng mà ngọn này nó thắt ngọn rồi này. Đấy, ngọn này nó thắt ngọn rồi. Nhưng mà vẫn còn mắt thức đấy nhá. Mắt ngủ, mắt thức thì còn nhiều. Cái này mắt ngủ, mắt thức còn nhiều này. Đấy, đây cũng thế này. Cái này thì còn đang đi ngọn này. Ngọn này thì cái ki này vẫn còn đang đi ngọn này. Nhưng mà ki này thì thắt ngọn rồi. Tuấn Nguyễn có ok không? Anh Bùi Dương ơi, đây ngọn này đây. Ngọn này thì phải 300k anh ơi, chứ không phải 200k đâu. 200k thì em không bán được. 4 đơn 1.400k, vâng ạ. Anh nhớ nhưng mà em thì em không nhớ đâu. Rồi ok nha anh Nguyễn Ngọc Quang nha. Thế thì anh cứ cộng của anh chắc là chuẩn rồi. Ơi. Rồi ok, sao con? Hả? Chơi ở đây với anh Tuấn để cô bán hàng. Ơi đừng đụng vào lan cô. Ok gộp vào. Rồi ok Tuấn Nguyễn nha. Rồi em đâu rồi? Hai ki mít à? Tìm đơn Tuấn Nguyễn đi. Tuấn Nguyễn. Có một cây xanh sạch ấy. Chính xa ra. Cộng 200k ki mít này. Em bán rẻ chân hết hàng nhanh. Xin lộc các bác bán rẻ chân hết hàng nhanh chứ em cũng chả muốn bán đất làm gì. Bán đất lên nói mỏi cả cổ em chả muốn. Đấy, em cứ bán rẻ chân hết hàng nhanh. Cây này phải 300k nhá bác Bùi Dương nhá. Bác Bùi Dương còn đấy không, xem cho em gộp đơn cái này 300k không. Đây mấy năm rồi đây? 1, 2, 3, 4 năm rồi đây. 250k thì không được. Bởi vì cây này nó đẹp hơn lúc nãy nhiều. Đấy. À, bác Quan Trường ơi, bác để ơi, đừng sờ vào lan cô. Rồi ok anh nha. À, anh Quan Trường ơi, em đang chốt cho anh Bùi Dương. Bởi vì là anh Bùi Dương đang hỏi mà. Bùi Dương ơi, em cộng cho anh 300k này nhá. 6 này, 7, 8, 9, 10 của anh là 1.100 nhá. Của anh là 1.100 này. À, Tuấn Nguyễn ơi, chốt cho Bùi Dương rồi. Cộng này Bùi Dương này. Cộng 300k này, gộp đơn này. Rồi. Gộp nốt. Tuấn Nguyễn ơi, mà gộp rồi. Nguyễn Quang Ngọc, thân già có ươm được kỳ không em? Thân già này thì ươm tốt này. Thân già này còn được bao nhiêu này? 1, 2, 3, 4. Ui, cái này như kiểu đốt ngắn ấy. Dòng đốt ngắn này mau đốt lắm. Cái này là dòng đốt ngắn anh Bùi Dương ạ. Cho nên là nhiều đấy lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em tính có một đoạn này mà đến 13 mắt này. Về ươm kỳ 13 mắt này là thoải mái rồi, kỳ rồi. Đấy, 13 mắt này là thoải mái rồi. Đây nó như kiểu dòng đốt ngắn ấy. Của anh là 6 với 3 nó là 9, 10, 11 nhá. Của anh Ngọc Dương là 1.100 nhá. Rồi. Đây này, còn hai cái kiến này em bán 300k này cả nhà này. Hai cái kiến này em bán 300k này. Em vừa làm rơi thân già ra đây nhá. Nguyễn Ngọc Trung chọn anh một đơn như thế em. Một đơn như thế à? Nếu mà ngọn đúng như thế thì em lại không có nữa. Ngọn đúng như thế rồi. Còn dề nào như vậy không chị? Quỳnh Trọc ơi, dề như vậy thì em lại không có nữa. Đây. Em còn có mỗi một cây như này thôi này. Nhưng mà em nhìn lá nó xấu xấu này. Khàn cổ quá. Em còn có mỗi một ngọn như này. Nhưng mà nhìn lá nó cứ xấu xấu ấy. Em nhổ từ chậu ra. Nhưng mà em cứ nhìn lá nó thấy xấu xấu. Em đang không định bán. Em để lại để em trồng. Bởi vì là em nhìn lá nó cứ như kiểu xấu xấu ấy. Nếu bác nào thích thì em chốt cho 150k. Nó không bị ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà nếu bác nào thích thì em chốt cho 150k vẫn còn đang đi ngọn này. Bởi vì em nhìn thấy mất hai lá ở đây, em nhìn thấy xấu xấu, em đang định để lại trồng. Cái này nếu bác nào chốt thì đấy. Cái này nếu bác nào chốt thì bởi vì là em phải nói trước là nhìn mất hai lá đây, nhìn nó xấu nhá. Mất hai lá đây nhìn nó xấu này. Đấy, nếu bác nào chốt thì em chốt cho 150k này. Rồi ok, Võ Văn Tôn 150k này. Quỳnh Trọc ơi, em mà chốt cho Võ Văn Tôn rồi. Võ Văn Tôn 150k để cho em xin địa chỉ đi. Võ Văn Tôn này.
150k. Văn Trường ơi, em chốt cho Võ Văn Tôn rồi. Em còn một giỏ đây, tí em lấy ra nhá, đi lấy kéo đi sao con? Hả? À ghế à đây. Cô cho ghế ngồi. Đừng đạp vào lan của cô nhá. Võ Văn Tôn cho em xin địa chỉ nhá. Hai cây này 300k này cả nhà ơi, thân tím này. Cái này thì em vừa làm rơi thân già ra nhá, cái này là kiến nhá. Võ Văn Tôn cho em xin địa chỉ nhá. Đây. Cái này là kiến nhá. Đây là mầm gốc rừng này, đây là kiến, dồn đơn hết cho anh. Ồ anh nha, Bùi Dương ơi sao lại dồn đơn hết cho anh? Anh dồn đơn cái nào thì anh phải bảo em chứ. À, Bùi Dương ơi không. Nhưng mà anh bảo là chốt 250k dồn đơn, nhưng mà em đã bán cái gì 250k đâu. Hay em dồn đơn cho anh hai con kiến này 250k nhá. Ơi. Ừ con ngồi im khỏi ngã để cô bán hàng nhá. Anh Bùi Dương ơi, em dồn đơn cho anh hai con kiến này, ưu tiên anh 250k được không? Ừ, thân tím đây. Đấy, thân tím lá nhựa nhá. Hai con này thân tím lá nhựa. Ừ. Un tí go tôi nghĩ ra đi. Đấy, thân tím lá nhựa này. Anh Bùi Dương có ok không để em dồn cho anh hai con này 250k nào? Đấy, đây. Em vừa làm rơi thân giả ra đây nhưng mà mắt mũi không? Anh chốt trước rồi. Rồi. Không, em thấy anh chốt là 250k. Em thấy anh chốt là 250k, em không biết là cái gì. Đấy. Em thấy anh chốt là 250k. Lên đơn khác đi, chị cho nhanh lên hết hàng. Rồi, em đang lên đây, em đang lên đây. Đây 250k, anh Bùi Dương có ok chốt cái này không? Ngọc Quang chọn anh đơn có thân già về ươm ki đi em. Thân già về ươm ki thì em nói thật với anh bây giờ ai cũng khôn. Rồi ok Bùi Dương nhá, em dồn cho anh nhá 250k nhá. Đây. Ưu tiên anh 250k đấy. Ưu tiên anh gửi xe là 250k, hai kiến này quá đẹp nhá. Em vừa làm rơi thân già ra thôi nhá, em vừa làm rơi thân già ra đây này. Đấy, cây này em vừa làm rơi thân già ra đây. Nếu anh muốn thì em cho vào luôn, mà không muốn thì thôi. Nếu anh thích thì em cho vào luôn. Sao? Cả cái đơn 150 cái này. Không được anh Bùi Dương ơi, em còn rất nhiều cho nên anh không phải lo đâu. Cái đơn đấy thì em chốt cho người khác rồi thì anh phải thông cảm cho em. Em không thể làm như thế được. Đấy, bán hàng thì người ta không bao giờ làm được như thế đâu. Đây kiến đây. Đây kiến này. Đấy. Đấy, anh Bùi Dương anh phải thông cảm cho em bởi vì là em đã chốt cho người ta rồi thì anh phải thông cảm cho em bởi vì em còn rất nhiều, anh cứ từ từ đi, em sợ anh không lấy thôi chứ anh đã lấy em rất nhiều. Hai cái này cũng 300k này cả nhà này. Hai cái này cũng 300k nhá. Em xem lại cái đơn 150k anh chốt trước mà. Không, em thấy anh chốt là 250k. Đây, em vừa giơ lên một cái anh là bảo là 250k. Đấy. Đấy, Nguyễn Ngọc Quang chọn anh một đơn như thế rồi đến anh Quỳnh Trọc là còn dề nào như vậy không chị? Rồi anh chốt 250k dồn đơn nhưng mà em không biết anh chốt cái gì. Em xem rồi mà. Anh cứ bình tĩnh đi rồi cái nào nữa, anh em tin là lấy gơ cho mà không? Gơ thì không? Hai cái này 300k nữa này cả nhà ơi, cái này thân ngọn rồi nhá, cho nên nó vàng lá không sợ đâu. Cái này thân ngọn rồi này. Gơ 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 ngăn từ ngọn môi tay nhưng mà lệ tứ rách vào. Lệ tứ rách vào. Bác Bùi Dương chốt sai cú pháp rồi. Vâng đúng rồi ạ. Qua thiên quyết bởi vì em vừa giơ lên em chưa nói giá anh đã chốt 250k rồi, em chịu rồi, em không biết anh chốt cái nào. Họ chốt rồi thì thôi. Em bán hàng thì em phải bán chuẩn bán đúng. Đấy, đây cũng là kiến nhá cả nhà nhá. Đây cũng là kiến này. 300k cho hai con này. Bác nào chốt cái này không ạ? 300k cho hai con này. Thản cổ quá. Đây. Em còn mấy con này nữa này.
Có chốt nhưng cái sai cú pháp. Vâng đúng rồi, bởi vì em vừa giơ lên anh đã chốt 250k thì không biết anh chốt cái gì. Ừ, theo đi, từ từ đi. Đi cho một lần đi cho mẹ. Ơi, không sư. Ba con, bốn con nhá. Em bán bốn con này nhá, bốn con này 500k này cả nhà này. Bốn con này 500. Đấy là chưa cần về sau anh chốt luôn 150k. Nếu mà về sau thì anh chốt thì em lại không thấy, bởi vì sau cái là đấy luôn rồi. Đấy. Con là ba, em bán bốn con này là 500k này. Một này. Không nghe. Hai này. Ba này. Bốn này. Bốn con này em bán 500k này. Đấy, đây nhá. Hầu như là kiến luôn này. Bốn con này là 500k. Đây là ki này, cái này như kiểu là kiến này. Còn đây là ki này. Đây là ki này. Đây cũng là ki này. Đấy, bốn con này 500k nhá cả nhà nhá. Đây cũng là ki này. Bốn con này là 500k này. Bác nào chốt bốn con này không ạ? 500k đây. Ki và kiến lên hàng xanh sạch đi. Nguyễn Ngọc Quang ơi, em hết hàng xanh sạch rồi. Em chỉ có mỗi từng đấy xanh sạch thôi. Em chỉ có mỗi từng đấy xanh sạch thôi. Bác nào chốt thì chốt nhiều hay chốt ít, không thì các bác phải đảm bảo cho em đấy nhá. Chứ các bác đừng chốt xong rồi các bác chứ các bác bỏ em là chết đấy. Đấy, bốn con này là 500k này. Đơn Tuấn Nguyên nó tuần ra lên cho mạng không? Đấy. À Tuấn Nguyên chốt nốt à? Tuấn Nguyên ơi, đơn của bạn là bao nhiêu rồi nhỉ? Tổng là bao nhiêu rồi nhỉ? Thấy không? Tuấn Nguyên có một cân xinh xách. Kệ đó. Tuấn Nguyên đơn của bạn tất cả là bao nhiêu rồi nhỉ? Hả? Ờ, tổng đơn của Tuấn Nguyễn là tổng là bao nhiêu rồi nhỉ? Phải không? Rồi đi ạ. Bỏ lại đi. Em lên một con này nhá. Không nhớ lắm. Nếu mà bạn mà chốt là bạn phải chắc chắn cho mình nhá. 100k. Nếu mà bạn chốt là bạn phải chắc chắn cho mình đấy nha. Chứ bạn đừng chốt xong rồi bạn lại bỏ bom mình thì là chết dở đấy. Bởi vì mình rất là sợ ở bom đạn lắm rồi. Đấy đúng rồi, 1.100k cộng với cái này nữa là 500k nữa này. Quang, em xem lại cho anh ba Kimit còn ba đơn có xanh xanh chết không. Thầy cơ, lấy đơn Nguyên Ngọc Quang này nó làm cái gì? Ghim cả dậy hay lấy đơn Nguyên Ngọc Quang này cho mạng nó. Cây này em bán 300k này cả nhà ơi. Quên có Quang nè. Cho số tài khoản liên ai chốt nhiều thì cọc. Rồi ok, em đang định thế đấy Quỳnh Chọc ạ. Nếu ai chốt nhiều là phải cọc cho em đã. Chứ không dạo này bom đạn nhiều quá các bác ạ. Làm gì mà bị bom thế. Em bị bom mấy lần rồi. Có người ở dưới Nam Định như kiểu hôm nọ em bán hẳn một cái ngọn rừng còn nguyên bản. Thế mà rõ ràng em đăng chứ không phải là em bán like này đâu. Thế mà cọc. Thế mà chốt lên chốt xuống xong rồi đến lúc lại bảo là bưu điện gọi lên cho em bảo là ông này chuyên môn đặt thế thôi không lấy hàng đâu, đây còn một đống đây. Cho nên là sợ lắm. Con này em bán 300k cả nhà ơi. 300k đây, bác nào chốt cho em 300k con này không ạ? À? Đây lấy tạm nó cứ kế không? Em bán 300k con này nhá cả nhà nhá. Con này. Bác nào chốt cho em không ạ? Con này con gì ạ? Nhỏ mồm cho cô bán hàng. 300k con này đây. Bác nào chốt con này thì cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhé. Quá là đẹp luôn này. Bom mà chuyên bình thường mà. Vườn nào bán cũng bị bom. Vâng đúng rồi ạ. Vườn nào bán cũng bị bom hết. Nhưng mà em không hiểu là sao mà có những người ta không mua thì thôi mà lại cứ phải đi mà vào như thế làm cái gì. Đây. Con này em bán 300k nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp này. Thân tím này. Thân tím đây. 300k đây. Mồm gốc. Bác nào chốt không ạ? Chốt. Cho xem lại
Bác nào chốt cái con đấy 300k không? Nào bỏ bỏ kéo đây để cắt cái này xem nào. Để cho bác kéo cho cấm nó cái này. Từ lấy từ là kéo nó. Kéo đi. cứ tranh xong bom khổ người bán khổ cả cây lan. Vâng đúng rồi ạ. Đấy. Hôm em bán cái cây hàng rừng đấy mà tên gió là đẹp nhá cả nhà nhá. Đam mê phong lan luôn. Đấy, tên là đam mê phong lan. Thế mà cuối cùng là em bác này ở Nam Định. Đấy, đam mê phong lan tên là người ở ở Nam Định. Mà hôm qua bưu tá gọi lên cho em bảo ông này chốt không bao giờ lấy, chốt xong bỏ đấy luôn. Không lấy một tí nào cả. Bao nhiêu đơn rồi mà làm cái tên gió là đẹp, đam mê phong lan. Nhưng mà may mà cái dề rừng của em đấy nó lại còn nguyên khúc gỗ. Cho nên là kể cả có về nó không em cũng không sợ, em chỉ mất tiền cước thôi, cũng không sợ hỏng lan. Anh Nguyễn Ngọc Quang ơi, đơn của anh đây nhá. Một cây xanh sạch này. Một cây xanh sạch này là 400k này, bút đâu. Anh Nguyễn Ngọc Quang ơi, em cho anh xem lại đơn xanh sạch của anh nhá. Một cây xanh sạch này 400k này. Đấy. Một cây này nữa là 500k hay sao nhỉ? Bảo là đừng có ghim theo ở bên trong này, phải ghim ra ngoài này. Cây này nữa là 500k, còn dòng thân thủ không em? Anh em Bùi Dương ơi, dòng thân thủ em còn mỗi kỳ thôi ạ. Dòng thân thủ thì em còn mỗi kỳ thôi. Đấy, em dơ lên cho Nguyễn Ngọc Quang xem lại nhá. 500k này, 400k này, 400k này. Hai cái này là 250k này. 250k này. Với ba cái mít này nữa là 300k này. Ba mít này là 300k nhá. Đây, đơn của anh Nguyễn Ngọc Quang đây nhá. Đây ạ. Em còn mỗi ký dòng thân thủ thôi anh Bùi Dương ơi, anh có lấy không ạ? Đây cây này em bán 300k nhá cả nhà nhá. Rồi ok anh Nguyễn Ngọc Quang. Cây này thì em bán 300k này, bác nào chốt cho em không ạ? Bác nào chốt 300k không ạ? Còn mấy cánh rừng nữa nhỉ? Cánh rừng á? Vâng, em chào Huỳnh Thanh ạ. Con không được nói chuyện vào đây, để bác bán hàng, cho cô bán hàng. 1, 2, ấy. Kiến này hết mất rồi ạ? 1, 2, 3. Đây. Em còn đúng có 4 cái kiến rừng thôi. Quan Trường chốt 300k rồi, ok Quan Trường nhá. Em chốt cho anh 300k đây nhá. Quan Trường lúc nãy để lại cho em số điện thoại và địa chỉ chưa nhỉ? Quan Trường lúc nãy để lại cho em xin số điện thoại và địa chỉ chưa nhỉ? Ký em bán sao? Bùi Dương ơi, ký thì em bán rẻ thôi. Em còn một ký xanh sạch nữa đây này. Em còn một ký xanh sạch nữa ở lấn vào cái chậu thân thủ. Anh Quan Trường ơi, hình như là lúc nãy em vẫn để lại cho anh thế cái ngọn đấy đấy, cái ngọn mặt hoa mắt đỏ đấy. Đấy, hoa mắt đỏ đấy, mai em ship luôn cho anh nhé. Vâng, mai em gửi luôn ạ. Lúc nãy em vẫn để lại cho anh một cái ký mắt đỏ 600k đấy, bởi vì là em bảo bác trước là nếu mà không thấy anh liên lạc lại thì em mới để cho người đấy, mà nếu mà anh liên lạc lại thì em vẫn để cho anh, bởi vì anh chốt trước ấy. Anh Quan Trường có ok không? Đây kỳ thân thủ đây. Em còn có một cái kỳ xanh sạch nó đấy vào đây này. Đấy, em còn có mỗi một cái kỳ xanh sạch nó trồng lấn vào đây thôi. Máy anh bố củ khoai, máy anh vừa hết pin. Máy anh vừa hết pin à? Bố củ khoai bác chốt cái này à, cái cây nào nhờ, em cũng quên mất rồi. Nhiều bình luận quá em cũng quên mất rồi. Đây còn mỗi một ký xanh sạch đây. Lấn vào đây. Đấy, bác nào chốt nốt 100k này. Nguyễn Ngọc Quang chốt nốt ký này 100k đúng không? Thân thủ bao tiền em? Thân thủ thì em cũng chỉ bán cái ký này là 150k một ký thôi. Đấy, cả nhà xem ký đây, ký vừa dài, thân già nó top lại rồi mà như thế này. Sao con? Quỳnh Trọc thân thủ bao tiền đấy, cái này em chỉ bán 150k một ki thôi, người ta bán 4-500, nhưng mà ki này là ki vườn em ươm nhá, không phải các bác nhá, ki này ki vườn em ươm nhá, không phải giá cả sao vậy em,
Bác Bùi Dương ơi, bác có chốt cả cái này không? Đây cho kỳ này. Nguyễn Ngọc Quang ơi, ghép cho em gộp đơn cho anh luôn 100k kỳ xanh sạch này nha. Xem đấy, xem ký đấy, xem phải xanh sạch không. Đây xanh sạch đây, em gộp đơn cho anh luôn nhá, Nguyễn Ngọc Quang nhá. Sao vậy em? Cho em, cho em 3 kỳ 300k. Quỳnh Trọc ơi, cơ ba đây, tìm đơn Nguyễn Ngọc Quang vừa rồi đi. 3 kỳ 300k để em chịu, em bán 150k một kỳ, em chuyển tiền luôn. Quỳnh Trọc cho em 3 kỳ 300k. Quỳnh Trọc không được, 3 kỳ 300k là em không bán được. Cả nhà xem kỳ nó top lại đây, kỳ nó top lại mà nó giờ vẫn còn to đây. Đây. Em nhổ lên cho cả nhà xem nhá. Ok rồi mà phải đúng số nhé. Em nói rồi thì em đã bán xanh sạch là xanh sạch, mà có vết là có vết, em không bao giờ bán sai hàng. Đây. Các bác nhìn kỳ rất là dài rồi đây. Em vẫn còn có kỳ chân thân nữa nhá. Tí em quay kỳ chân thân cho cả nhà xem. Đây, Bùi Dương 100k lấy hết luôn. Không được, 100k em không bán được. Đấy 150k một kỳ. Cái vỏ vẫn toàn 150k được đừng nhỉ. Ừ. Lên số tài khoản em chuyển khoản luôn. Rồi ok Quỳnh Trọc, có gì tí nữa mình inbox vào Messenger luôn nhá. Tí nữa inbox vào Messenger luôn. Chốt 3 kỳ 400k. Quỳnh Trọc 2 kỳ đó 250k nhá. Chốt 3 kỳ 400k. Không được, 3 kỳ. Rồi. 2 kỳ này để cho Quỳnh Trọc là 250k này. Để cho Quỳnh Trọc là 250k nhá. Kỳ này là vườn em ươm ra cho nên là em kể cái này nó cây này nó top hết rồi nhá. Đấy, em cho cả nhà xem đây. Tí nó nhận hàng các bác lại bảo là cây như thế này thế nọ. Đây. Đấy. Cây như thế này thế nọ. Quỳnh Trọc quay ok cho 2 kỳ này 250k nhá, một kỳ ngắn một kỳ dài nhá. Đừng nhờ. Kỳ mít còn không em? Hết kỳ mít rồi bố củ khoai ơi. Rồi ok Quỳnh Trọc nhá. Quỳnh Trọc một chậu này. Một chậu này 700k nhá. Một chậu này, một chậu của Quỳnh Trọc đây là 700k nhá, thêm 2 kỳ này nữa nhá. Đấy, một chậu này 700k này, thêm 2 kỳ này nhá. Đâu? Đâu rồi, đưa cái dao lam đây nào. Đây, còn một kỳ đây, 150k đây. Đấy, lá nó thì cũng rất là đẹp này. Đấy, 150k kỳ này nữa này. Còn những ok 950k. Rồi ok Quỳnh Trọc nhá. Ôi khàn cổ quá, đừng nhở là sao à anh Bùi Dương ơi, đừng nhổ à. 3 cái anh đâu? Quỳnh Thanh. Quỳnh Thanh 3 cái à? Chốt 3 kỳ 400k à? Đây ba, nếu vậy thì 3 kỳ Quỳnh Thanh đây. Đây để em lấy lên đã. 3 kỳ Quỳnh Thanh, em lấy cho nhanh, em bán cho hết hàng nhanh. Ngày bán đi đêm nghỉ. Đấy, 3 kỳ 400k còn một được một khúc thân già này xem nào. Ôi khúc này thì cũng chả ăn thua gì nữa cả. Khúc này thì cũng chả ăn thua gì nữa, em cắt luôn này. Nếu mà còn thì em để cho anh luôn, nhưng mà cái này em cắt luôn này. Nó chả ăn thua gì đâu, đây chỉ vứt thôi. Đống hàng nó khó. Đấy, Quỳnh Thanh đây. 3 kỳ 400k của anh đây. 3 kỳ 400k đây. Anh cho em địa chỉ đi nhá. Đây. 3 kỳ 400k đây. Em bán quá rẻ luôn. Quỳnh Thanh. Chốt 100k cho chị bao ship luôn cho em. Cho chặn tiền. Rồi ok Quỳnh. Ô không được đâu. 50k mà mình bao ship cho bạn cả cái chậu này có mà mình chết. 50k mà mình bảo mình bao ship cho bạn cả cái chậu này thì chỉ có mà mình chả có chảo mà ăn đâu. Đấy cái kia luôn. Đấy. Cái này mà không phải là mất tiền thu hộ. Cái này yên nhất là phải một mà ông chả biết địa chỉ bạn ở đâu nhỉ, lúc nãy cũng chả có địa chỉ. Kỳ này kỳ rồng thân to thân dài nhưng mà em bán hết rồi bác Trầm Sơn ơi, kỳ rồng thân to thân dài rồi ok Quỳnh Thanh nha, cả kỳ này luôn nhá. Gộp đơn cây đó. Kỳ đó 500k. Không được, 100k thì em làm sao em bán được cái kỳ này? 100k hay là gộp đơn luôn đi nhỉ? Thôi được rồi, em gộp đơn cho bác nhá. Rồi, em gộp đơn cho bác Quỳnh Thanh này, 500k luôn này.
Gộp cho nó nhanh. Quỳnh Chọc, Quyến Bá Quỳnh. Quỳnh Chọc. Lúc này thấy địa chỉ rồi nhưng mà chưa biết là ở đâu. Để xem tiền ship bao nhiêu nè. Em ebook địa chỉ cho chị nhá. Không, lúc này hình như bạn cho mình địa chỉ rồi nhưng mà mình chưa biết ở đâu. Quỳnh Thanh cho em địa chỉ nhá. 500k này. Chậu hoa giá sao? Su su ơi, chậu hoa em chốt lâu rồi nhưng mà lúc nãy em đưa lên cho chủ xem thôi. Em lưu số điện thoại của anh nhé, khi nào có chậu có hoa sưu tầm cho anh nhé. Rồi ok ạ. Nguyễn Ngọc Quang, Quỳnh Thanh. Quỳnh Thanh cho em địa chỉ nhá. Đây. Quỳnh Thanh đây, buộc lại nhá, buộc cẩn thận nhá. 500k đấy nhá. Ui quá là đẹp luôn. Không đâu đẹp bằng cái chậu như này. Đào Xuân Hùng Lý Hào Hưng Yên. Quỳnh Chọc ơi, nếu mà từ đây về bạn mà tiền ship mà không phải mất thu hộ thì cả cái chậu này cũng phải 100k này. Cả cái chậu này cũng 100k Quỳnh Chọc ạ. Đấy, không mất tiền thu hộ đấy. Nếu mà bạn chuyển cho mình là 1.050.000 thì mình đấy. Kiến còn anh bố Cục Khoai ơi, kiến còn ạ. Em còn bốn cái kiến này nữa này, em thanh lý nốt này. Đây, bốn cái kiến này nữa em thanh lý nốt đi này, cho nó hết kiến đi này. Hết kiến chưa nhỉ? Bốn cái này là hết đúng không? Bốn cái này là hết này. Đây cái này em làm rơi thân già ra thôi nhá. Tí ebook để chỉ chuyển khoản em. Rồi ok, em cảm ơn anh Bình Thanh nhá. Em bán quá rẻ mà, em còn có mấy chậu kỳ nữa. Đây ạ. Đây, bốn con kiến này em thanh lý nốt 500k này. 500k cho bốn con kiến đây. Bác nào chốt thì kết bạn với mình nhé, mình gửi lời với kết bạn. Rồi ok anh Bùi Dương ạ, tí em kết bạn với anh. Đây nhá. Hạt của thì pha đặc chiêng luôn. Thì pha đặc chiêng đấy. Khăn khó ngầm đấy. Bốn con kiến này em thanh lý với giá là 500k nốt này. Thế em chịu ship, chị gửi số tài khoản em chuyển. Rồi ok Quỳnh Chọc nhá. Chậu đó bán cho chị. Su su em bán cho Quỳnh Chọc rồi. Em giơ lên cho Quỳnh Chọc xem thôi. Chậu đấy em bán rồi. Rồi ok Quỳnh Thanh ạ. Bác anh bấm kết bạn cho em nhá. Không tí nữa em không biết tìm đâu được rồi. Ok anh, em thấy kết bạn rồi. Đấy nù này. Nù quá là đẹp luôn này. Còn kia mặt hoa đó không? Để cho kia. Em có 2 kia em bán hết rồi. Su su ơi, em có 2 kia em bán hết rồi ạ. Đấy. Bốn con kiến này em bán với cái giá là 500k nốt. Bốn con kiến rừng này nhá. Kiến có mặt hoa. Hồng Thanh ơi, kiến thì làm sao mà có mặt hoa được ạ? Kiến này là kiến rừng nhưng mà em lấy em trồng thuần vào chậu rồi này. Trồng vào chậu rồi năm ngoái rồi, năm nay em gỡ ra này. Cái này thì em làm rơi thân già ra nhá. Dồn đơn cho anh 400k không được anh ơi. Dồn đơn cho anh à. Rồi được rồi, ưu tiên anh Bùi Dương gửi xe nhá. Em dồn đơn cho anh luôn này. Ưu tiên anh Bùi Dương gửi xe cho nhanh này. Anh Bùi Dương ơi, anh chuyển khoản giúp em nha. Bởi vì là em gửi xe em đỡ phải ra phải ra đón xe nhá. Anh chuyển khoản giúp em nhá. Để cho em đỡ phải ra với xe lần hai để em đón xe nhá. 400k bốn con kiến rừng này quá đẹp. Bởi vì là em từ nhà em ra chỗ gửi xe mất 2 cây số, em lại phải vòng đi vòng lại hôm trước hôm sau nữa cho nên là nó cũng khổ lắm. Đấy, đơn của anh chắc cũng hơn 1 triệu thôi. Chậu kỳ này cả nhà ơi, chậu kỳ 51 của em này. Đây, chậu kỳ 51 của em. Xem nào đây, xem bao nhiêu kỳ nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kỳ, còn những kỳ nhỏ là em không tính này. Đôi 2 3 4 9 kỳ. 9 kỳ nhỏ nhá. 9 kỳ 51 của em này. 9 kỳ 51 của em, còn những kỳ nhỏ nhỏ như này là em không tính này. Đấy, kỳ này nhỏ hơn là em không tính, kỳ ở trong này nhỏ em cũng không tính này. Em chỉ tính những kỳ dài dài này thôi, kỳ nhỏ như này em cũng không tính này. Bao ship cho anh à? Em đã bán rẻ cho anh rồi anh còn bảo em bao ship. Từ đây xuống em ấy, từ em xuống anh mà gửi xe ô tô nó chỉ mất 50k tiền cước thôi. Bùi Dương ạ. À, nó mất có 50k tiền cước thôi. Rồi ôi có từng đấy thôi mà anh còn bảo em bao cước cho anh nữa thì em chịu rồi. Đấy, chậu kia này em bán 450k nhá cả nhà nhá. Chậu kia 51 này.
9 cây, còn những cây nhỏ hơn là em không tính. 1 2 3 3 cây nhỏ là em không tính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cây này. Gửi xe xuống có 50k tiền cước thôi mà. Bác nào lấy chậu kia 51 này không ạ? 450k này. Em có 2 chậu thôi. Em có 2 chậu kia 51 thôi. 450k nhá cả nhà nhá, 9 kỳ này. 9 kỳ ạ. Bác nào lấy thì để cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn nhá. 9 kỳ 51 mà em bán có từng đấy thôi. 450k có gửi bưu điện không? Phúc Hoàng ơi, em gửi bưu điện mà. Hả? Dạ. Thế con cứ vào đi, cô ở đây cô xem cho. Con vào đi. Rồi ok, chuyển khoản ạ. Từ đây xuống chỗ kia có 50k tiền gửi xe thôi, em gửi mãi thôi. Đấy. Ngọn này em bán 250k này cả nhà ơi. Ngọn này em bán 250k nhá. 250k cho ngọn này. Quá là rẻ. 250k cho ngọn này nhá cả nhà nhá. Bác nào lấy kia 51 không thì em cho cả nhà xem nhá. Tí điện cho anh nhé. Bùi Dương. Bùi Dương, anh chuyển khoản. Bùi Dương ơi, anh chuyển khoản. Rồi ok, tí điện cho anh nhé. Phúc Hoàng ơi, cho mình xin địa chỉ nhá. Rồi ok anh Bùi Dương. Tí em điện ạ. Tí em điện cho anh. Hẳn cổ quá. Đấy, mang 250k quá là đẹp. Thân tím. Phúc Hoàng cho em xin địa chỉ luôn nhá. Em bán cái giá quá rẻ mà. Từ nó đây Tuấn ơi. Và tưởng nó gơ lan cho màng đi. Ít tích lô nó đấy. Đi xuống sân bóng á. Thật á. Thật chưa? Thật. Ơi, cây này em bán 300k nữa đây. Cây này dài hơn. Cây này dài hơn này, em bán 300k đây. Hả? Mang bà cho pha đặc chiên nhau pha ạ? Pha thì phố các chua sông. Đấy, cây này em bán 300k nữa này. Cây này em bán 300k này nhé cả nhà nhá. Phúc Hoàng cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Cây này em bán 300k này. Quá là dài là đẹp rồi. Cây này chắc phải đến 60-70 cm. Phúc Hoàng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên, tỉnh Hà Giang. Rồi ok Phúc Hoàng ạ, em có địa chỉ rồi. Ok Phúc Hoàng nhé, em có địa chỉ rồi ạ. Đấy, cây này em bán 300k này cả nhà ơi. 300k cho cây này. Hôm nay có cái gì, có thước ở đây đâu mất rồi nhỉ. Ba trăm k rất là đẹp. Bác nào chốt cho em 300k cây này không ạ? Bác nào chốt cho em 300k cây này không? Ba trăm k cây này nhá. Đạt Phạm chốt 250k thì em không bán được. 250k cây này thì em chịu thôi, em không bán được giá 250k đâu. Ngàn chiêng. Vừa cắt mà chú ản hả? Đấy. 300k cho cây này là quá rẻ rồi. Chậu kỳ lúc nãy đâu nhỉ? Đây. Còn chậu kỳ thì em bán 450 đây, chậu kỳ 51. Chậu kỳ 51 450 nhá. 9 kỳ. 9 cây còn mấy cây nhỏ nhỏ nữa là em không tính. Mấy cây nhỏ nhỏ nữa là em không tính, chỉ có 9 cây thôi. Bác nào chốt không ạ? Chốt mấy cái cây này không?
ngon. Sao? Hả? Chốt 300k Võ Văn Tôn. Võ Văn Tôn chốt 300k hộp đơn à? Tìm xem đơn của Võ Văn Tôn ở đâu. Võ Văn Tôn. Ok, Võ Văn Tôn nha, bác chốt 300k hộp đơn này. Uống à? Đấy, uống thì uống đi. Ngon không? Ngon. Võ Văn Tôn đây nha. Của bác đây nha. Tổng của bác là đây, của bác đây. Võ Văn Tôn đây, ok nha. Ngon không? Rồi, rơi à? Rơi thì thôi. Buộc lại này, Võ Văn Tôn này. Đấy, từ từ đến nó đây rồi. Em còn có mấy cái nhỏ nhỏ này nữa này. Cái đâu rồi? Cái chậu lan lúc nãy đâu? Lấy đâu này? Cái giò lan lúc nãy đâu? Lấy đây để gỡ ra để bán nè. Đây là kiến này cả nhà này. Như kiểu là kiến này. Đây là mầm gốc nhưng mà đấy ra rồi. Đấy. Cái này nó bị rơi ra nhưng mà không ảnh hưởng gì nhá. Open nào, lấy lần đi từ giờ ra đi. Đấy. Nhanh lắm. Đây là nó bị rơi ra nhưng không ảnh hưởng gì. Hai này. Cây này thôi, cây này em để lại. Đấy, cây này nữa này. Cây này này. Ki 52 nhưng mà có một cái này này. Ba cái này là 300k này. Bác nào chốt ba cây này 300k thôi, em thanh lý nốt 300k cây này này. Ơi. Uống thì con cầm lấy mà uống. Không nghe chua. Hai tay nhá, không rơi vỡ nhá. 300k cho ba cây này này. Lê cậy gơ đi. 300k cho ba cây này nhá cả nhà nhá. Một này. Đấy. Cái này nó muốn rơi cả thân già đâu này, em gỡ luôn này. Ví dụ nhưng mà còn dài lắm. Đấy, một cây này. Hai cây này, bán rẻ như ki luôn. Mít lá tròn có không người đẹp. À, Quang Vinh Phạm ơi, mít thì em không có. Mít em còn mấy ki lúc này em bán hết rồi. Em có mấy ki mít lúc này em bán hết rồi. Đấy. Ba cây này 300k nhá cả nhà nhá. Bác nào chốt cho em ba cây này 300k không? Bán rẻ hơn ki 51 luôn. Ba cây này là 300k đây ạ. Cẩn thận lá tứ rách thang. Ba cây này 300k bác nào chốt không ạ? Ba cây này là 300k đây. Ấy không mình tiếng con. Rồi nó. Bác nào chốt ba cây này 300k không ạ? Giờ làm mà hát kể đây. Đây còn cây này nữa, em bán 250k này. Cây này em bán 250k này. Để lên 4 cây rồi. Đấy, cây này em bán 250k. Đổ để sát vào trong kia. Không mà đổ của cô đấy. Chua. Chua quá, khói khăn cổ luôn. Cái này là em bán giá là 250k nhé cả nhà nhé. Đây, mầm này là em bán 250k này. Thược của nó đây ổn rồi, lấy thược nhé em. Nó, có ngã lửa vỡ cá thím nhưng thấy thược nó. Cho thật ra mưa lên. Cây này thì chắc nó phải dài tầm 40 rồi. 40 cm rồi, 38 cm. Cái này là 38 cm. Rồi thôi. Lên một kẻ than nữa đây. Đây. 38 sen, em bán 250k, bác nào chốt nốt không? Bác nào chốt nốt cây này không? Hay là bác nào lấy 4 cây này đây, 4 cây này là 400k đây. Đây nhá, một cây này. Hai cây này. Ba cây này. 4 cây này. 4 cây này là 400k đây. Bác nào lấy nốt không ạ? Còn bác nào sưu tầm không ạ? Có con kiến nào thân hở của lá không em? Em không ạ. Thân hở của lá thì em lại bán hết rồi. Kiến mà thân hở của lá thì hôm trước em có một lô nhưng mà em vừa bán hết rồi. Đấy. Em chỉ còn mỗi ki với thân dài này thôi. Đấy. Bác nào chốt có 4 con này 400k. Bán quá là rẻ luôn.
bốn con này 400k này. Cái này thì em bán bốn con này là 400k. Một này, một con này, quá là đẹp rồi. Con này thì thắt ngọn rồi nhá cả nhà nhá. Một này, ki 52 nhá. Cái này cũng thế, ki 52 này, hai này, ba này, bốn này. Đấy, bốn con này mà có 400k. Con này như kiểu là kiến đấy chứ không phải ki nữa. Con này như kiểu là dòng kiến đấy. Hết chỗ này có 400k thôi. Bác nào chốt không? Còn con này em bán 250k. Con này em bán 250k này. Cái này dài hơn thì là 300k này. Con này thì quá là dài rồi, đẹp. Con này quá là đẹp. Con này thì 300k. Con này là 300k này. Xem là bao nhiêu sen này. Trên 40 sen nhá. Trên 40 sen con này 300k này. Trên 40 sen 300k con này. Hạnh ơi, đi sang đây cô nào, sang đây chó đấy. Kết bạn rồi, khi nào có mít thì ai book anh nhé. Rồi ok, bố củ khoai ơi. Hạnh ơi, sang đây cô nào. Còn bác nào sưu tầm video Hòa Bình nữa không ạ? Đấy. Đây, con này em bán 300k. Bác nào lấy con này không ạ? Con này em bán 300k. Ba trăm k cho con này. Còn bốn con ki này, bốn con ki 52 này là em bán với giá là 400k này. Em ai book cho chị rồi đấy. Rồi ok Quỳnh Chồng nhá. Rồi nếu mà không bác nào sưu tầm nữa là em xin nghỉ đây. Em nghỉ đây cả nhà nhá. Tối em còn một tí hàng nữa, em lại lên gặp các bác tiếp. Rồi ok nhá cả nhà nhá. Em chào cả nhà nhá. Ôi. Cứ để đấy cho cô. Thôi em chào cả nhà nhá. Không bác nào mà siêu tầm nữa thì em chào cả nhà đây. Có gì thì tối còn kiến không? Em hết kiến rồi. Hết kiến rồi. Kiến thì em hết rồi. Lúc nãy có 10 con kiến thôi mà em bán hết rồi. Lúc nãy có 10 con kiến thôi nhưng em bán hết rồi ạ. Thôi em chào các bác, em nghỉ đây. Tối em lại lên gặp lại các bác nha. Em chào cả nhà đấy ạ. Cho em luôn số tài khoản nhé chị. Rồi ok, tí mình inbox tài khoản nhá. Ok Quỳnh Chồng nhá, tí mình inbox luôn tài khoản ạ. Em chào cả nhà nhá. Em xuống like đây ạ.